thì cô nhớ tụi con quá trời nè. Cô lên tới rồi nè nha. Trời ơi, thương sao đâu á. Ngủ như công chúa ngủ trong rừng vậy đó. Sợ nắng thì để cái bên. Ngủ không đánh răng. Ôi trời ơi, còn bệnh bắn nữa. Con ơi, cô nè. Con à. Ôi, ngủ với những giấc mơ đẹp hay là giấc mơ áp lực vậy con? Không nghe là không nghe. Ngủ say quá say đi à. Mặc dù bé không uống thuốc ngủ mà bé ngủ vẫn say như thường vậy đó à. Thôi, chắc là nó ngủ say rồi. Mình không thể đánh thức nó dậy. Hay là ta đi mướn một số xích lô hoặc ba gác, lên đây thảy hết đồ đạc của vợ chồng tụi nó ra đường chăng? Khỏi cô ơi, con dậy rồi. Con dậy rồi hả? Ngủ ngon không? Dạ ngon. Vậy hả? Nhớ tụi dạ. Con quá trời quá đất. Con cũng nhớ cô quá à. Đi lên lấy tiền nhà nè. Trời ơi, ta nói 3 tháng rồi mà không có thấy tiền đâu hết trơn á trời. Cô ơi. Nữ hả con? Thôi tôi có đó, khổ. Giờ khóc nè nha. Đó, khóc. Anh Hải, hôm nay anh không có làm được nhiều gì. Rồi. Con cũng không có gì phụ cho anh. Đó, đó. Bắt đầu. Khổ quá rồi. Cô thương tụi con ấy. Cho tụi con khóc thêm khóc tháng này nữa thôi. Bây giờ cô nói thiệt với con. Dạ. Trước khi cô lên đây, con bỏ cô buông tay cô ra đi. Trước khi cô lên đây, cô đã nghiệm trong lòng cô rồi. Ta phải cứng rắn lên, phải cứng rắn lên. Ta không mềm lòng nữa. Mặc dù ta là con người nhân từ thật, nhưng mà ta sẽ không mềm lòng nữa. Con lạy đi con. Ở trên nệm á, nó rất là êm ái. Con lạy 1000 cái cũng được. Con xuống đây nè. Con làm sao mà cái đầu con cái trán nó sưng lên. Dạ. Cái đầu gối con nó đỏ lên, cô cũng không mềm lòng. Cái chiêu này con xài cũ quá rồi. Cái tuồng này con không còn cái gì để con xài nữa. Con hiểu không? Tháng nào cũng vậy. 3 lần rồi. Lần nào cũng vậy. Cô nói thiệt với con, cô mệt mỏi lắm rồi. Ngày hôm nay á, chắc chắn là phải đưa tiền cho cô. Không có tiền đưa cô ơi. À, con không có tiền à? Vậy chỉ có hai cách thôi. Hoặc là đưa tiền, hoặc là dọn đồ đạc đi khỏi đây. Chấm hết. Finish tờ. Dạ, con nghĩ ra tuồng mới rồi. Cô bé ở đời hiền lành tội nghiệp, nghèo nàn khó khăn, khổ đau bất hạnh, cầm tiền dành dụm mồ hôi nước mắt nộp cho bà chủ nhà độc ác. Con chửi tiếp đi, không cần bà chủ nhà độc ác. Con xài cái gì cũng được, dễ sợ nhất cũng được. Ta cũng vẫn cầm tiền mà thôi. Trời đất ơi, 3 tháng rồi con ơi là con. Tụi con nhây quá, cô nói thiệt á. Gói kia mà nguyên tờ báo dày cui vậy con. 10.000, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 chẳng. 3 tháng tiền nhà đưa 100.000 bạc gói vô cái tờ báo người lao động bự cà bá tễn thiệt. Làm sao con giỡn với cô thì sao vậy? Đâu có giỡn cô, có nhiều thì cô lấy nhiều, cô lấy đỡ thì cô. Trời, lấy cái này lấy làm cái gì trời ơi? Không lấy. Mày làm bể hết kế hoạch của cô rồi. Kế hoạch gì cô? Ừ, ta nói tính ra cái tháng này cô tính gom 3 tháng tiền nhà của tụi con, rồi gom lại mớ cô để dành nữa. Cô tính là mua tặng cho chú cái điện thoại. Con làm gì bể hết rồi. Trời ơi, cô ơi, cô làm vậy là sai lầm. Sai lầm lắm. Sai gì sai? Cô nghĩ sao mà cô chiều chú quá vậy? Vô duyên chồng ta, ta chiều mắc mới bộ. Chuyện nào ta chiều thằng Hải rồi mày kêu sai sai lầm. Đây đây đây, con nè. Hồi xưa đó, con cũng chiều ông Hải y chang như cô. Con yêu hết mực, con chiều hết mực. Mà thằng đàn ông nó ngộ lắm nha. Mình mà càng chiều, mình càng thương nó càng làm nừng. Cô cẩn thận đi, cô cưng chồng cô quá. Có ngày chồng cô y chang chồng con cho coi. Ngộ hả? Tự nhiên mày phân tích cái cô thấy cô cũng nhớ chực lại. Ừ. Sao cái hoàn cảnh của cô nó cũng na ná tương tự như hoàn cảnh của con á. Suy nghĩ nè. Con chắc chắn nếu như mà cô cứ tiếp tục tình trạng chiều chồng như vậy, cô sẽ dẫm vào vết xe đổ của con.
Đúng thiệt, con Dung nó nói đúng. Tình yêu giống như một con quái vật vậy. Nếu mà cho nó ăn no rồi á, thì nó sẽ quật ngược lại mình, nó sẽ chán chường mình, nó sẽ không được. Con quái vật kiệt, không được cho con quái vật kiệt ăn no, hắn sẽ chán mình mất, không được. Honey, anh mang sao cho em nụ hồng lung linh, xì đưa. Em chờ anh có lâu không hả? Trời, hôm nay mệt mỏi quá à. Biết hôm nay xong trong người nó mệt lắm luôn á. Ủa em sao vậy hả? À. Không, tại hôm nay em mệt. Sao vậy? Mệt sao? Mệt thì chỗ nào? Anh sẽ làm chỗ đó khỏe lên. Sao vậy? Em làm sao vậy hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, mắc ói quá. Không biết sao em bị mắc ói quá. Ê. Nè, em có sao không? Ê, khổ thân. Ê, chết à? Và thay tã cho em bé. Em tập mà đút sữa với lại nấu bột cho em bé. Bây giờ mình sẽ tới các trung tâm để học làm cha làm mẹ. Mà sao thấy hai đứa hứng thú vui vẻ vậy? Tại vì tụi con đều là con một lần đầu tiên có em, yêu mới thấy quá. Tích chữ những gì mà nguy hiểm nhất. Phát lặng ngay. Nhưng mà nè, dạ. Bây giờ thôi ba nói vậy nè. Cái chuyện này á là đừng có cho mẹ con biết gì không? Sao thế ba? Tại vì mẹ con mắc cỡ lắm. Bà ấy thẹn thùng mệt lắm. Khi nào mà mẹ con thích á, thì mẹ con tự động nói. Thì bởi vì cái chuyện này á, là chỉ có ba cha con mình biết thôi. Thấy không? Không có nói cho ai biết hết trơn á. Tất cả mọi chuyện đều là bí mật. Thấy chưa? Ba ơi, sao mà mình giữ bí mật được? Thì cái gì đâu. Bây giờ nếu cái chuyện nó bại lộ ra thì ba đứa mình cùng chói. Hai đứa sao vậy? Đi có gì vậy? Thôi. Anh đi vô nấu cơm. Ba cứ nấu đi ba, không sao đâu. Hả? Pha cà phê cậy. À, để pha cà phê anh. Sao? Dạ. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà tại sao lại lúng túng khi gặp mẹ vậy? Có chuyện gì mà cha con của mấy người lại nói là giấu mẹ, đừng cho mẹ biết vậy? Mẹ ơi, trên đời này chỉ có mẹ mới có thể giấu ba thôi, chứ ba làm sao có khả năng giấu được mẹ cái gì, đúng không? Thôi giờ con bận lắm, con bận đi lặt rau rồi. Cái nhà này đang có chuyện gì xảy ra vậy? Cái thái độ của hai người đàn ông trong căn nhà này là ý gì? Là ý làm sao? Hả? Con nói cho mẹ nghe đi. Dạ. À, mẹ biết con là một đứa rất là thật thà. Dạ. Con không bao giờ giấu mẹ bất cứ một điều gì hết. Mẹ, theo con nghĩ thì có những cái chuyện mà chỉ nên là người trong cuộc nói ra thì nó mới trở thành một điều gì đó nó đặc biệt, nó bất ngờ và nó thiêng liêng. Còn nếu mà để người ngoài như chúng con mà nói ra thì tự nhiên nó mất đi cái ý nghĩa của việc đấy, mẹ hiểu không? Thôi con con đi lên lầu với chồng con. Nhỏ này thiệt là tế nhị. Ý nó nói là mình cần phải giảm cân đi. Mặt quá mệt. Hèn gì. Con Dung nó nói đúng. Ông chê mình, ông chán ngấy mình là đúng rồi. Bởi vì thì
lụy ông quá mà, cho nên bây giờ ông coi thường mình. Ông đâu coi mình ra gì nữa đâu. Giấu trong này, đố bà biết được. Bà biết rồi đó. Làm sao bà biết được chứ? Sao? Đông trong vậy, mới thấy chừng động coi mà. Ừ vậy đó, giấu giấu giếm giếm ha. Mới lấy nhau mà giờ đã có giấu. Giấu riêng rồi ha, giếm riêng rồi ha. Dễ sợ quá. Em à. Cái gì vậy? Gì vậy? Tả con nít là sao? Thì... Tạm đồ con nít là sao? Trong siêu thị người ta khuyến mãi, người ta mua một tặng một thì anh thấy có lợi quá thì anh hốt hết. Trời ơi, có lợi quá thì nên hốt đúng không? Đúng rồi. Cuộc đời anh đã một lần anh mua một tặng một rồi, đúng không? Ừ. Bây giờ anh muốn lặp lại một lần nữa cái chuyện mua một tặng một, đúng không? Gì cô nói rất là đúng. Chú quá đáng thiệt á. Cô không ngờ cô yêu thương chú chân thành như vậy. Vậy mà chú nỡ nào chú lừa dối, chú phản bội cô. Thì tôi thấy vợ tôi có thai thì bây giờ thì tôi phải giúp vợ tôi đi mua tả nữa mới. Chứ vợ tôi đi làm chi cho nó mệt vậy, đúng không? Tôi làm cha tôi hạnh phúc. Bà gì kỳ vậy? Ừ. Ủa cô à. Vậy là cái này là cô sai á. Ủa chú Kiệt là chú quan tâm chu đáo, chú lo lắng cho cô vậy. Đúng thôi rồi. Chứ sao cô lại trách chú? Mà sao cô có bầu hồi nào cô không nói cô không biết, làm con bị hố nè. Có bầu cái đầu mày ấy, có bầu ở đâu ra vậy? Sao cái đầu con có bầu được? Mày bị điên bị khùng hả? Ai nói với anh là em có thai vậy? Thì tại vì mỗi buổi tối gì đó em vô phòng em cứ rồi ăn cái gì em cũng ói rồi nhức đầu. Thì cái triệu chứng là triệu chứng có bầu đúng không? Đúng rồi cô, cái triệu chứng đó là có bầu chắc luôn á. Mà con thấy cô ăn rất là nhiều, vậy có khi cô sanh đôi hả? Ôi trời ơi, mình sanh đôi lắm, mình chồng hai đứa. Là cặp vợ chồng mày á, đủ thứ nhiều chuyện à. Tao ói tao mửa là do kế sách của mày bày ra hết đó. Trời đất ơi, nó không đó. Sao tự nhiên có nó con... nói đừng có cho cái gì con quỷ tình yêu nó no đủ rồi nó sẽ sanh ra nó chán chường mình, rồi nó coi thường mình. Thì cuối cùng á là tôi tao phải ói mửa vậy để tao né ổng chứ bộ. Từ bữa giờ tao cho ổng nhịn đói đó. À, trời ơi, đúng rồi. Cái này là đúng là cái bài học này là từ con mà ra nè. Cô giờ đúng là học trò xuất sắc á. Cho cô 10 điểm. Ủa, 10 điểm. Hai người chồng đi ra khỏi nhà thôi. Dạ. Rảnh quá ha. Còn mình nữa. Mình lớn hơn nó mà mình nghe là một đứa con nít. Trời ơi mình ơi. Anh yêu thương mình không hết mà tự nhiên mình phải làm vậy chứ vậy hả? Xin lỗi. Xin lỗi gì? Cái cục nhỏ kia đứng đó. Anh cắp đồ đâu vậy? Đồ của chú mày mua mà mày tự nhiên mày đinh đi đâu vậy? Con thấy tình hình cô chú đã lập lại hòa bình. Chiến tranh có thể hướng về phía con nên con chạy trước cho chắc. Chạy mà ôm đồ của người ta đi đâu à? Tình hình thì con thế nào cũng có em bé trước cô, cho nên thôi đồ này cô chú nhường cho con hưởng trước nghe. Chúc cô chú hạnh phúc. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn một lá mong túi từng em hãy nhớ đẹp nào, có. Nào thì cha sẽ tâm lý không tâm lý.